Rồi, ngồi xuống. Rồi, tháo mặt nạ đó đi hai bạn. Rồi, bây giờ em giới thiệu lớn nó đi. À, em chào chị với lại em chào bạn gái bên kia nhé. Mình tên là Nguyễn Quang Minh Cương, sinh năm 1987, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh này, hiện đang sống cùng mẹ và em trai. Công việc tự do. Tự do là công việc gì? Ví dụ chạy ráp, làm bảo vệ, kinh doanh. Ủa, làm bảo vệ sao tự do? Làm bảo vệ là phải có giờ giấc chứ, đúng không? Em làm thời vụ chị ạ. À, có kinh doanh thêm gì không? Có mở một cái khu vui chơi. Khu vui chơi gì? Ở đâu? Cho trẻ em. Ồ. Oh. Khu vui chơi trẻ em. Kiểu thú nhúng rồi hả? Dạ đúng rồi ạ. Ở quận Tân Phú. Dạ, rộng không? Rộng không? 120m² chị ạ. Ồ, kinh doanh cái đó ngon đó nha. Tại vì bây giờ nhu cầu mà ba mẹ ai cũng muốn con mình có một cái nơi vui chơi thoải mái. À, rộng rãi, hay ha, tuổi trẻ tài cao ha. Rồi, mời em gái giới thiệu. Em tên là Nguyễn Thị Thanh Hòa, năm nay 31 tuổi. Hiện tại em đang làm nhân viên văn phòng. Em ở quận 12. Ở quê mình ở đâu cưng? À, quê em ở đây luôn, ở thành phố luôn. Luôn. Rồi có người phụ em không? Rồi mỗi lần đi chạy xe hay làm bảo vệ thì ai coi, ai thu tiền ở chỗ thú nhúng đó? Thật ra là cho con nít cho nên nó chỉ hoạt động từ buổi chiều đến tối thôi chị. À. Từ 4 giờ chiều đến khoảng 9, tầm 9 rưỡi tối là người em, ta cho em coi gái. Luôn. Dạ. Ban ngày đi làm mấy cái kia rồi ban dạ. Chiều tối về đó coi. Dạ. Rồi sau 9 giờ tối mới là rảnh. Đúng rồi. Bây giờ hẹn đi chơi bạn gái là phải hẹn từ 9 giờ tối trở đi. Thì mình nhờ người trong. Cái thú nhúng thì đâu có gì đâu khó mà chị. Trời, cái người thu tiền giùm cũng cực lắm chứ bộ. Ai tin tưởng mới thu tiền giùm được chứ. Dạ. À, còn không mấy mình rủ bạn gái tới chỗ thú nhúng chơi luôn. Ngồi đó phụ thu tiền. Rồi thu tiền xong rồi đóng cửa nghỉ, lúc đó mới đi chơi. Được không em? Dạ được. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em nấu ăn một số món cũng khá ngon. Em sạch sẽ, tâm lý và cũng giàu tình cảm nữa chị. Điểm yếu của em là em khá nóng tính, kỹ tính, em cũng khá lầy lội nữa. Ví dụ một cái lầy lội nào của em? Nếu mà thân thiết em hay chọc ghẹo người này người kia, ưa sự nghiêm túc thì người ta lại không thích cái tính đó. Dạ. Vậy là cũng có nhiều khi bị ta phản ứng lại với cái sự lầy lội của mình rồi phải không? Dạ đúng. Nhưng mà thật ra cuộc sống bây giờ nó cũng căng thẳng, nếu mà mình thoải mái chút xíu thì nó cũng nhẹ nhàng. Nhưng mà đúng là cũng phải tùy người thân tình thì được. Dạ. Với lại tùy cái lúc tâm trạng nữa, nhiều khi người ta đang còn bực bội gì mà có em tới em vẫn nhây là người ta bực là cũng đúng. Dạ đúng. Ha. Cho nên là mình phải biết quan sát và biết tiết chế lại bớt. Thế còn em sao? Tính tình mình như thế nào? Em tính tình này, em thì em hiền lành, trầm tính, đa cảm nữa, dễ rung động, dễ xúc động, dễ lên cơn đau tim. Ủa vậy hả? Ví dụ như những trường hợp nào là em có thể lên cơn đau tim? Một cử chỉ hành động đặc biệt nào đó. Ví dụ như của bên bạn gái chẳng hạn. Ví dụ như bạn gái nhào vô hôn lên má mình cái bất ngờ, cái tự nhiên mình lên cơn đau tim luôn hả? Gục tại chỗ luôn. Gục tại chỗ luôn. Gục tại chỗ luôn hả? Chút xíu em muốn gục tại đây không? Cũng dám dám lắm mà. Trời ơi, gan ghê vậy. Điểm yếu em đôi lúc cũng cố chấp, lại cứng đầu lắm. Cái gì đã không thích thì không cần biết lý do gì cả. Thế là cũng thuộc tiếp người sống bằng cảm xúc đúng không? Dạ. Còn một cái điểm cực kỳ yếu là hiện tại em vẫn còn thích xem anime. Đúng rồi, em là một trời tuổi thơ mà. Em chơi với con nít không nè, em thích coi hoạt họa cũng chuyện thường thôi. Thế em sao em? Nếu mình có một người bạn trai mà tính tình rất là trẻ con, thích chơi với trẻ con, rồi thích xem truyện tranh, có suy nghĩ như thế nào? Em thì em thích một người con trai chững chạc hơn, trưởng thành một chút xíu, tại vì tính của em cũng hơi trẻ con. Đâu vậy, đâu có nghĩa là người ta không trưởng thành đâu. Người ta cũng làm ông chủ nè, người ta biết làm ăn nè, người ta biết lo tương lai. Nhưng mà thay vì là có những người có sở thích là thích có phim kinh dị, thích đi chơi, đi ăn, đi nhậu, thì bạn này lại thích những lúc rảnh rỗi thì cũng hòa vào thế giới tuổi thơ. Chị thấy cũng ok mà. Dạ yeah. Đúng không? Dạ yeah. Chứ không phải vì người ta những cái sở thích đó của người ta mà mình đánh giá người ta là không chưa trưởng thành thì cũng chưa chắc. Dạ yeah. Rồi, về tình trường thì sao? Tình trường thì em cũng có vài ba mối tình. Vài ba mối là mấy mối? Là ba mối. Ba mối. Mối nào sâu đậm nhất? Mối gần nhất thì là mối sâu đậm nhất thôi. Quen được bao lâu? Quen được 3 năm à. Nếu mà sâu đậm tính bằng thời gian thì có lẽ có một mối là 7 năm á. 7 năm? Dạ. Sao chia tay em? Ồ, em cũng thuộc loại chung thủy, quen mối tình dài dữ rồi sao không cưới? Thì chia tay là lúc đó là em đi bộ đội. Em quen từ thời đi học. Đi bộ đội 2 năm? Dạ, đi bộ đội 2 năm, chia tay. Đưa anh lên đường là vẫn còn vui vẻ. Dạ đúng rồi, ngày lên đường thì cũng sướt mướt dữ lắm. À, ngày về thì cô ấy đã mất tiêu. Ngày về tới mình sướt mướt. Sau đó buồn mất bao lâu? Buồn dữ không?
Có chứ, mấy người như em thì cái thời gian để vượt qua cũng phải cùng tầm 2 năm á. Khóc thì chỉ trong giai đoạn thôi, thì một ngày một thì mình phải đứng lên chứ, mình tìm cái gì đó để mình quên đi chứ, mình cũng phải tiếp tục sống với chị. Rồi, vậy còn cái mối tình sau này 3 năm lý do sao vẫn chia tay? Hai bên gia đình nó không có hợp với nhau. Không hợp gì mà quen nhau 3 năm rồi mà mới lòi ra không hợp, tại sao không tìm hiểu từ trước? Chịu bên em gia đình cỏ là bắt buộc là em phải ở rể. Còn bên em? Bên em là nói là nhận dâu chứ không nhận con. Nhận dâu chứ không chịu gì nhận con. Chúng ta có một bé gái. Có à, dạ. Có bé gái trước luôn rồi. Vậy thì cái này mới quen thì em phải thưa gia đình trước chứ, để chi mà tới 3 năm trời. Thì mẹ nói là cứ tìm hiểu trước đi, cái đã là tính sau. Thì tìm hiểu rồi nó dính vô luôn. Nhưng mà tình yêu của tụi em chưa đủ lớn, tại tụi em mới không vượt qua được. Nếu mà thật sự yêu nhau thì mình vẫn có thể thuyết phục được hai bên chứ. Dạ. Bên này mình có ý định bắt rễ gì không em? Nhà em thì cũng không bắt buộc là phải bắt rễ, nhưng mà bản thân em thì em thích là một là ra riêng, còn không thì về ở chung với bố mẹ em, tại vì bố mẹ em cũng già rồi, có một mình em nữa. Đây là xu thế hiện tại, bạn nữ nào cũng muốn như vậy. Dạ. Nhưng mà thật ra ông bà ta hồi xưa thì lấy chồng là phải theo chồng. Dạ. Bây giờ đã không theo chồng mà được ra riêng đã là may mắn lắm rồi. Chứ còn mà bắt người ta về ở nhà mình nữa thì cái điều đó nó bị ngược lại với cái gọi là cái phong tục tập quán xưa giờ của mình. Chị đã ở cửa giữa, chị công bằng thôi, chị cũng muốn lấy chồng rồi rước chồng về nhà ở với ba mẹ mình, đi phụng dưỡng ba mẹ mình chứ. Dạ. Nhưng mà nếu mình nghĩ, nếu mà mình muốn như vậy thì còn rồi ba mẹ người ta bỏ ai phụng dưỡng? Ở bên nào miễn là mình luôn là những đứa con hiếu đạo với cha mẹ hai bên. Đó là cái phương án tốt nhất. Cái đầu mình đừng quá căng thẳng là không, tôi phải ở nhà anh, anh là em phải ở nhà anh, rồi bên đây anh phải ở nhà em. Thì như vậy cái tình yêu mình nó không thể nào mà nó đẹp được hết. Bây giờ tình trường của em là như thế nào? Em thì em say nắng nhiều lắm, nhưng mà em yêu chính thức thì chưa có. 28 năm. Dạ. Wow. Vậy thì có được hưởng những cái gọi là cảm xúc của tình yêu chưa? Ví dụ là đã có một nụ hôn nồng cháy nào chưa? Thật sự hôn thì cũng chưa có hả chị? Thôi thì kệ, biết đâu chậm mà chắc. Thấy em yêu cầu một người bạn trai mình là người như thế nào? Mẫu bạn trai lý tưởng của em là ngoại hình dễ nhìn, đẹp trai thì càng tốt. Về mặt tính cách thì em thích một người đàn ông mà tâm lý, tinh tế, sống có trách nhiệm, không có nóng tính, biết nhường nhịn em nếu mà có xảy ra mâu thuẫn này kia. Muốn người đàn ông của mình không có hút thuốc, ít nhậu thôi. Dạ. Anh này chắc có là chắc rồi, tôi khỏi hỏi luôn, tôi biết có nè. Nhậu thì em chỉ là gọi là ham vui với bạn bè thôi, chứ em uống không có được nhiều. Hút thuốc là có. Ngày mấy gói? 5 điếu. Có nói thách không? Có trò trả giá gì không? Ngày 5 điếu. Dạ, em đang có định bỏ nữa mà. Ồ, hy vọng là em sẽ có động lực để bỏ thuốc. Thật ra em ơi, tại vì mấy em, sao mấy em lên chương trình, mấy em chọn mẫu người lý tưởng mà mấy các bạn nữ giờ cứ thích là không biết rượu bia, không biết thuốc lá. Hoặc là có những anh chàng lên đây, ưu điểm là gì? Ưu điểm là không rượu bia, không thuốc lá. Nhưng mà chị nói thiệt luôn á, nếu mà chị chọn bạn trai mà không có biết cái gì hết trơn á, là chị cũng ái ngại lắm luôn á. Chị cũng ái ngại lắm luôn á. Chị nghiêm túc luôn. Chị nói vậy có thể nhiều người ném đá chị, nhưng mà đàn ông thì cũng nên biết một chút xíu, có va chạm với xã hội mới có kinh nghiệm sống. Nhưng mà thôi, này cũng hợp gu em rồi đó. Ngày 5 điếu thì em không cho nữa, thì em dùng khả năng của em sao đó, rồi từ từ người ta bỏ luôn. Dạ. Cũng tốt thôi. Rồi bây giờ mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Em thích người bạn gái của em, người vợ tương lai của em phải là một người vợ hiền lành, không có cái tính là sân si, nhiều chuyện, nhân hậu. Vậy là đủ thôi. Ừ, như ông ghép vô không thích sân si nhiều chuyện, cái ông kèm vô chữ nhân hậu sao luôn, cái tưởng đâu không thích nhân hậu chứ. Ngoại hình thì muốn người như thế nào? Nhà em với mẹ em cũng không có yêu cầu về cái vấn đề ngoại hình hay là trang phục hay là tóc tai sao. Nhà em dễ trong cái vụ đó. Đâu cho chị mượn coi cái hình của em coi. Dạ. Đây chị. Đơn giản quá ha, chọn mấy người mà đơn giản như chứ khó lắm à. Đó, có một cô gái trong này. Đây, hai anh đó có một anh. Chọn anh nào? Em nghĩ là anh này ạ. Lý do? Nhìn anh có vẻ già hơn anh này. Chọn ra được cô nào chưa? Lý do? Tại vì cô áo đen nhìn có vẻ
đầm tính hơn. Oh, thích người đầm tính, hay quá. Xin mời hai bạn hãy nhìn về cánh cửa trái tim để xem ngày hôm nay cái phần cảm giác của mình cái khi mà lựa chọn người, cái giác quan mình có đúng hay không nha. Mời hai bạn. Dạ chào anh. Gì thở phào nhẹ nhõm vậy? Đúng rồi phải không? Dạ. Thần giao cách cảm của hai bạn tuyệt vời ha. Anh có một món quà anh làm tặng em nhé. Hả? Dạ. Anh dạ. Làm luôn hả? Vâng ạ, à, cái này em làm bằng tay ạ. Em cảm ơn anh, em cũng có món quà muốn gửi tặng anh làm kỷ niệm ha. Rồi, cảm ơn em nhiều á. Thì cái cây này nó tên là Kim Chi Ngọc Diệp á, nó mang ý nghĩa của nó là mang lại sum vầy, sum túc cho gia đình thôi ạ. Mà em làm? Rồi, em làm cái cây này cách đây cả chục năm rồi đó chị ạ. Ôi, gần như luôn là người đầu tiên trong thành phố Hồ Chí Minh này tạo ra cây đó đó. À, là vậy là làm kinh doanh hả? Làm để bán hả? Dạ. Hay quá. Sao em cảm giác như thế nào về món quà của bạn trai? Dạ, nhìn rất là lấp lánh. Khi mà nhìn vào thì mình sẽ cảm thấy có nhiều tiền tài vào với mình á. Đó. Dạ. Wow. Một cái chuông gió hả? Dạ, đúng rồi anh. Nó cũng mang ý nghĩa là cầu sự may mắn và tài lộc đến cho gia chủ ạ. Vậy là chị cảm thấy hai em ổn đó. Nếu mà tin vào một chút gì đó tâm linh nè, ngày hôm nay nè, quà nó cũng có ý nghĩa giống nhau nè. Hai người chọn hình ra cũng chọn trúng nhau nè. Rồi thì bây giờ cho hai em thêm cờ thời gian, mời hai bạn thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng Hoàng Yến nha. Bánh hỏi thịt nướng nha, bánh và có trái cây. Bánh hỏi là một món ăn rất là đặc sản của Việt Nam. Bánh hỏi thì thường ăn kèm với thịt nướng nè, rồi có vị rất là đậm đà của sả và vừng, chấm thêm một chút nước mắm tạo nên hương vị rất là thơm ngon khó quên. Vừa ăn vừa trò chuyện với nhau nha, nhớ ha, có 5 phút thôi là Tường quay trở lại đó. Yeah. Anh thấy em có giống mẫu người lý tưởng mà anh nghĩ không? Anh là quan trọng về tính cách thôi chứ anh cũng không quan trọng lắm về cái ngoại hình. Nhưng mà anh thấy trong hình là em có vẻ là có da có thịt một chút mà sao ngoài nhìn nó hơi ốm nhỉ? À vậy hả? À. Tại vì tấm hình đó thì cũng hơi lâu rồi nên thành ra là giờ em gầy hơn trước á. Dạ. Nhưng mà tấm ảnh đó nhìn đáng yêu nhỉ? Dạ cảm ơn anh. Anh có nghĩ bản thân mình là một người chung thủy không? Anh chung thủy chứ, anh là người đa cảm mà. À vậy hả? Phàm là những ai mà yêu động vật á, thì những con người đều đa cảm hết. À, anh còn có cái này nữa, anh rất là thích động vật nhé. Là trong nhà là anh muốn lúc nào cũng phải có chó, mèo nhé. À, vậy là anh hiện tại cũng có nuôi đúng không? Có anh? Chứ, có chứ. À. Hồi nãy anh cũng có thích một người bạn gái có một cái trí nhớ tương đối tốt nữa. Nhưng mà em lại hay quên lắm. Ui hay quá. Dạ. Thật ra trí nhớ tốt nó rất có lợi trong cuộc sống chứ. Từ việc học tập đến trong công việc, đến trong xã hội, đến trong mọi thứ. Vậy là giờ anh chỉ có kinh doanh khu vui chơi thôi đúng không ạ? À dạ. Vậy là anh cũng làm tự do phải không ạ? Có nhiều thời gian rảnh rỗi để dành cho bạn gái không? Nhiều chứ. À, ví dụ như là đi chơi này kia thì lúc nào bạn gái hú một cái là anh vẫn có thể đi được đúng không ạ? Vẫn đi được chứ. Thật ra là cái công việc mà cái canh khu vui chơi nó không quá phức tạp mà cũng không quá tốn nhiều thời gian của anh. Hoặc là anh có thể nhờ một người bạn nào đó, họ chỉ cần qua đó ngồi vài tiếng là xong rồi. À, dạ. Công việc nó không có quá phức tạp như những công việc buôn bán hàng khác. Mà thấy em đề cập nhiều đến chuyện chơi nhỉ? Đề cập nhiều đến chuyện chơi nhỉ? Không, tại vì giai đoạn hẹn hò là giai đoạn mà mình tìm hiểu nhau. Thì nếu mà có thể đi chơi được với nhau ấy thì dành thời gian cho nhau thì nó... tốt hơn. Dạ đúng rồi. Với lại tính em cũng hơi trẻ con, nên thành ra là em cũng thích đi chơi. Anh yêu thích anime nhưng không có nghĩa là tính tình anh nó trẻ con. Anh là một mẫu người trầm tính, ổn định. Nhưng mà cũng giống như em nói, khi mà đã thân thiện với nhau rồi thì cũng nhây và lầy lội. Ngon không? Đồ ăn ngon không? Ngon gì ạ? Nói chuyện hấp dẫn không? Bạn gái ok không? Dạ ok chị. Người ta hỏi bạn gái ok không mà bên đây ok là sao? Vội. Vội quá. Bạn trai ok không?
Chị hỏi em kìa, giờ tới khi chị hỏi em rồi đó, bạn trai ok không? À, dạ được ạ. Dạ được hả? Rồi nói chung vậy là vui rồi. Nói chung là mới gặp mà, chỉ làm sao mà mình hiểu hết được đối phương đúng không? Người yêu với vợ nó khác nhau chỗ nào? Khác nhau nhiều chứ. Một bước ngoặt để cho cuộc đời mình sang một cái trang mới, nó làm thay đổi tất cả cái cuộc sống cũng như con người của mình. Ví dụ người lúc mà mình yêu, mình có thể vô tư, mình không nghĩ về tương lai. Nhưng khi mà đã cưới... Ủa, yêu vợ, không nghĩ về tương lai hả? Khi mà vợ chồng á, khi đã cưới rồi thì mình phải trách nhiệm nhiều hơn, nghĩ về đối phương nhiều hơn. Vậy em muốn cưới nghĩ về tương lai nhiều hơn. Mà em muốn cái cảm xúc lúc yêu hay là cảm xúc lúc cưới? Người ta nói hôn nhân là một chỗ cũng tình yêu mà chị. Trời, ai cũng thích cảm giác lúc mà yêu nhau hết á. Chị kỳ á, yêu nhau là phải có điểm đến. Hai đứa yêu nhau thăng hoa trong cảm xúc thì đều luôn mơ tưởng đến một mái nhà. Quan điểm của em sao? Cho nghe vài câu về quan điểm. Nói chung thì em cũng, nếu mà yêu ấy thì giai đoạn yêu vẫn là giai đoạn đẹp nhất. Khi mà đã thực sự mà đã có cái sự thấu hiểu nhau rồi thì vẫn có thể tiến đến hôn nhân được. Nhưng em có nghĩ hôn nhân là cái gì đó, đọc lại câu đó nghe coi. Hôn nhân là cái gì? Mồ chôn của tình yêu hả? Dạ. Em nghĩ sao về câu nói đó? Nó cũng gần đúng á chị, Trời đất ơi, hai người này hợp gu nhau vậy. Hôn nhân là coi như là tạo mọi cái điều kiện thuận lợi nhất để chúng ta thăng hoa đến tột đỉnh trong tình yêu, rồi để ra những đứa con, những cái thiên thần bé nhỏ để mà lấy. Chứ tự nhiên sao mà có quan điểm gì mà hôn nhân mà mồ chôn của tình yêu, hèn chi ế mà lấy hai đứa này đúng rồi. Thế chị hỏi em bây giờ, nếu như phải làm dâu thì em có ok không? Em không thích làm dâu ạ. Nói chung là bản tính em nó cũng hơi lười á. Em sợ về làm dâu thì em không có đủ khả năng mà có thể đáp ứng được những cái mong muốn của mẹ chồng. Mình phải làm được chứ, phụ nữ mà. Dạ. Rồi, bây giờ Tường sẽ cho hai bạn mỗi người bóc một lá bài của chương trình. Trong này đưa ra những cái yêu cầu ha, mình bóc lên và đọc cho lên cho đối phương thực hiện cái yêu cầu trong này. Mời em gái. Yêu cầu bạn nam thể hiện sức mạnh, chứng tỏ độ nam tính. Thực sự em nghĩ nam tính là phải ga lăng. Ga lăng. Ở đây thì cũng chẳng có cái gì để thể hiện sự ga lăng nhỉ? Được chứ, anh cứ ra đề bài, anh sẽ làm thôi. Anh nói một câu nói mà em thấy rằng anh rất nam tính đi. Chà khó à, nói một câu nói mà thể hiện sự nam tính. Khó chứ, nhiều cô lên đây thục dầu hít đất là thường rồi. Cái đó cũng chưa chắc là nam tính, đúng. Mời em qua đây, đứng trước mặt cổ cho nó có động lực. Này, yêu cầu của bạn ấy phải của chị nha, đi vòng đường xa này nè, qua đây. Nếu chúng mình có duyên đến với nhau, anh hứa sẽ luôn yêu thương, che chở cho em suốt cuộc đời. Dạ, cảm ơn anh. Ổn không em? Nói chung thì câu này em thấy nhiều bạn nam nói rồi, nên thành ra là em cũng thấy nó bình thường thôi. Nhưng mà thôi cũng chấp nhận được ạ. Mời em. Trên trung bình là mừng rồi cưng. Dạ. Hai bạn nắm tay nhau và nhìn nhau thật lãng mạn trong 30 giây. Mời em bước qua lần thứ hai. Hai bạn thử nắm tay nhau, có chữ hát nữa, trời ơi, thằng này. Hai bạn thử nắm tay nhau, hát tặng nhau và nhìn nhau thật lãng mạn trong 30 giây. Ai hát, hát đi. Anh không biết hát rồi. Hèn chi nó đọc bỏ cái chữ hát của người ta. Bạn gái hát trước đi cưng. Dạ rồi. Nắm tay nhau đi nè. Em sẽ hát bài khúc giao mùa. Cầm tay nhau bước trong giao thừa, đón xuân đang về với tình yêu trái đất này. Anh có biết không ạ? Anh không biết, anh không có hay nghe nhạc, anh chỉ xem anime thôi. À vậy ạ. Thôi giờ anh hát một câu nào, anh hát được anh hát đi. Em thật sự không có hát được gì Cát Tường ơi. Nhanh lên, mất thời gian của tôi. Trái đất này là của chúng mình và bông xanh bay giữa trời xanh. Dạ rồi ạ. Rồi đó hả? Dạ rồi ạ. Lãng mạn gì không em? Thì em cũng đã cố gắng tất cả rồi chứ ạ. Thôi được rồi, buông tay đi, nắm tay hoài, về chỗ, ngồi vô. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Rồi, rồi sắp tới đặt tay. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý hẹn hò, chúng ta bấm thật mạnh vào nút bấm. Nhắm mắt lại đi hai bạn. 1 2 3 Hết thời gian.
Tại sao em gái không bấm? Chưa có thực sự rung động ấy. Nói chung là anh trai bên kia đã cố gắng thật sự rất là nhiều, nhưng mà em vẫn chưa đạt được cái sự rung động thực sự trong trái tim của em. Em là người sống bằng cảm xúc. Dạ. Hay là còn điều gì em lấn cấn? Tại vì chứ cái quan điểm thì chị nhìn thấy hai bạn cũng tương đối rất là hợp nhau. Dạ. À, nhưng mà cái quan điểm về hôn nhân của em với ảnh có một chút gì đó hơi... Hồi nãy chị nghe rất là trùng khớp luôn mà. Vậy nhưng... là em chia sẻ không thật lòng. Không phải đâu, tại vì em nghĩ lại thì thực sự là cái quan điểm đó nó cũng chưa thực sự là trùng hợp với nhau. Người ta nói hôn nhân là một chỗ cũng tình yêu mà chị. Trời ai, ai cũng thích cảm giác lúc mà yêu nhau hết á. Em nghĩ sao về câu nói đó? Nó cũng gần đúng á chị, gần đúng á chị. Trời đất ơi, hai người này hợp gu nhau vậy. Vấn đề chính của em là em vẫn là không muốn làm dâu. Cho nên vì vậy mà em không bấm nút. Sao em không nghĩ rằng là anh này anh cũng sẽ theo ý em mà chúng ta cũng sẽ ra ngoài? Vì cái này chỉ mới là bắt đầu. Khi có tình yêu thì mọi thứ nó sẽ khác. Nếu mà em như vậy là sau này em sẽ tự loại bỏ những cái cơ hội của mình hết. Bởi vì nếu em bắt đầu em tiếp cận với một người bạn trai nào mà nếu em nói ngay từ đầu em không muốn làm dâu, thì chị khẳng định với em 99 người đàn ông người ta cũng sẽ không chọn em. Đó là nghiêm túc. Chị hơi tiếc một chút xíu. Thôi ok, còn em? Em cũng cảm nhận là em nghĩ là bạn gái sẽ không bấm nút rồi. Lý do? Tại vì cái điều bạn gái nói là yêu cầu chứ không phải là mong muốn. Mọi chuyện nó còn lại phía sau, nó chưa định đoạt được điều gì mà. Theo chị biết là hôm nay có mẹ em đi theo tham gia chương trình. Thế chị cũng muốn mời mẹ em vào để chị hỏi thăm ý kiến vài câu nha. Chào MC xinh đẹp. Dạ. Chào cháu gái. Dạ. Và chào ekip chương trình. Mình là mẹ của cháu Cương. Dạ. Thì hồi nãy là có theo dõi chương trình, thấy cháu gái không bấm thì bác cũng rất tiếc. Dạ. Bây giờ là thời buổi rất là hiện đại, không làm dâu. Hai đứa là tự làm rồi tự lo lắng cho nhau. Bác không cần thiết phải làm dâu. Nếu mà con có thể cho nó cơ hội thì sau này hai đứa liên lạc cũng được. Tuyệt vời, một người mẹ em có suy nghĩ tuyệt vời như vậy. Thank you. Em cảm ơn chị rất là nhiều, kêu bằng chị cho trẻ. Yeah. Cảm ơn chị rất là nhiều và cảm ơn chị đã đưa thông điệp của những người mẹ chồng tương lai với những suy nghĩ rất là hiện đại đến cho các bạn trẻ. Đừng có ngần ngại gì cả, có chuyện làm dâu làm rể không quan trọng. Bởi vì thật sự nếu mà được sống chung với ba mẹ vợ hoặc ba mẹ chồng rất là tuyệt vời. Bởi vì mình có cái gì riêng tư, mình muốn đi chơi đâu xa mình cứ gửi cháu cho ba mẹ là xong à. Đúng yeah. không? Đúng không chị? Vỗ tay. Vỗ tay. Dạ. Dạ, kính thưa quý vị, và ngày hôm nay là Tường cũng rất là vui. Vui là vì đã gặp được một người mẹ chồng tương lai ha, rất là tuyệt vời. Nhưng mà cũng hơi tiếc là hai bạn ấy đã bỏ qua cái cơ hội của mình và không có đến được với nhau trong chương trình. Ừ, Nghĩa giới thiệu đôi nét về bản thân mình nè. Có phải đến từ Quảng Ninh không nhỉ? Em đến từ Hà Tây chị ạ. Thế à, rồi. Nghĩa giới thiệu đôi nét về bản thân mình, họ, tên, tuổi, công việc, quê quán hiện tại của em nhé. Em thì sinh mùng 6 tháng 10 năm 1992. Tên đầy đủ của em là cái gì nhỉ? Hồng Quang, Ứng Hòa, Hà Nội. Em là cái gì Nghĩa nhỉ? Đào Mạnh Nghĩa gì ạ? Đào Mạnh Nghĩa. Dạ. Nghĩa sinh năm 1992 đúng không? Dạ. Rồi, đang làm công việc gì? Em đang kinh doanh quán nhậu nhỏ ở thành phố Biên Hòa chị ạ. À, đang kinh doanh quán nhậu, là quán nhậu của em luôn hả? Dạ. Nhỏ là nhỏ cỡ nào, bao nhiêu bàn? Đấy cũng tầm còn 5-70 bàn gì đó chị ạ. Trời ơi, 5-70 bàn là quán nhậu nhỏ. 5-7-10 bàn ấy. À, trời ơi, 5-7-10 bàn, tức là maximum là 10 bàn, đúng không? Dạ. Là đến lâu chưa Nghĩa? Em vào từ năm 2017 chị ạ. Rồi em vào đây có ai không? Em có một vài chị gái. Dạ, chị gái rùa chị. Rồi kinh doanh thì doanh thu hàng tháng hay ổn không Nghĩa? Cũng tùy chị ạ. Tháng thì cũng được khoảng 10-15 triệu, có tháng được khoảng 20 triệu chị ạ. Ừ. Này, đây là trừ hết rồi là doanh thu nhập trung bình đấy đúng không? Dạ, dạ. Vậy ở dưới bên ngoài là có nhà cửa, đất đai gì chưa? Quán đây em vẫn thuê chị ạ. Ý là mình đã mua đất, mua đai gì ở dưới bên ngoài chưa nhỉ? Dạ em chưa chị ạ. Ừ. Rồi mình kinh doanh quán nhậu là chuyên, có chuyên về món nào không hay là tất cả các món? Em chuyên về vịt gà lướng và các đồ lướng chị ạ. Hèn chi là đặt cái nickname là Nghĩa Vịt đấy đúng không? Dạ đúng rồi đấy ạ. Quê em là vịt Vân Đình nhá. À, quê vịt Vân Đình đúng không? Đúng rồi đấy. Trong này mình cũng mang vịt Vân Đình vào đây để mình ấy à?
Sao? và vận chuyển vịt từ ngoài Ứng Hòa vào đây. Đâu lấy trong này chứ, chỉ mang gia vị vào thôi, mang theo cái nguồn gọi là Bí đam mê kíp. vào thôi. Bí kíp đúng không? Dạ. Chuyên vịt cỏ Vân Đình đấy đúng không? Đúng rồi chị ạ. Rồi, em có điểm mạnh điểm yếu gì nè? Em thì nếu mà có điểm mạnh thì em chẳng có, chỉ gọi là điểm yếu thì mình hay là ít nói thôi chị ạ. Nên điểm mạnh chẳng có, thế em kinh doanh thì ai là người đầu bếp? Em có một mình Ừ. à. Thế là điểm mạnh của em rồi còn gì nữa? À, như thế là gọi là điểm mạnh là nấu ăn nha chị. Đúng rồi, nấu ăn này một mình điều hành quản lý này đúng không? Thế thì không biết thì đâm ra bây giờ là vẫn ế đấy chị. Em có mấy Thì nhân viên, có nhân viên chạy bàn không? trước thì em có thuê 2 người mà giờ là đang xuống, em cũng làm một mình à. Rồi một mình được làm kịp không? Vẫn kịp chị ạ, nhiều khi có bà bác ở bên hàng xóm mà phụ hộ. Rồi, còn chị gái thì trong này làm gì nào? Và chị em thì bán tạp hóa thôi. Có hát hò thì được không Nghĩa? Nếu đi hát karaoke có màn hình thì hát được chị ạ, còn hát bình thường hát chay thì khó nghe lắm, Có hát chị một đoạn hát chay chị nghe thử nó khó nghe chỗ nào nào? khó nghe lắm chị ạ, mới cả không không thuộc đoạn nào ấy. Không thuộc là nào hả? Dạ. Rồi, thế thì đã qua trải qua mấy mối tình rồi. Em thì có một vợ một con rồi, nhưng mà em ly hôn được mấy năm rồi, 3 năm Là rồi ly chị hôn ạ. là vào đây mới ly hôn hả? Dạ. Em ly Ủa hôn sao ly hôn từ 2019 rồi. tại sao lại ly hôn với em? Mấy con em mấy tuổi rồi? Con em được 4 tuổi chị ạ. Lý do ly hôn là gì này? Chắc do mình nghèo quá thì vợ đi làm công ty đi theo thằng khác chị ạ. Là vợ cũng vào bên Hòa với em thôi đi làm công ty. Đâu vào đây được tháng hơn tháng thì bắt đầu là về là ly hôn rồi chị ạ. Đó mới vào có hơn tháng thôi đã quen được người khác rồi hả? Vợ em lấy nhau được có 5 rưỡi à. Thì em cưới xong là em mới vào đây đúng không? Đúng rồi, em mà cưới Thế hai em cưới 2018 thì 2019 thì ly hôn. rồi em vào đây 2017 xong rồi vào đây em mới cưới vợ. Thì là 2017 em có vào vào được hơn gần 15 thì em là ra. Là vợ cùng quê hả? Vợ em ở Lạng Sơn chị ạ. Rồi bây giờ con ai nuôi, con trai hay con gái? Con trai em nuôi chị ạ. Là vợ bỏ đi là bỏ đi một mạch luôn. Dạ. Là để con lại cho em nuôi chứ không phải là ra tòa hòa giải hay cái gì hết. Đâu ra tòa thì họ không nhận nuôi mà. Thì đó, ý là ra tòa cái là đi luôn, không có nhận nuôi con đó. Đúng rồi. Bây giờ có về thăm con không? Em thì 15 khi về lần 2 lần chị ạ. À, con là gửi ra nội hả? Con bố mẹ em nuôi ở quê. À, Dạ. ok. Vậy từ lúc ly hôn đến nay có tìm hiểu ai khác không? Em chưa chị ạ, bận làm quán suốt, ngày ngày nào cũng đi chơi đâu. Bây giờ ví dụ như có bạn gái rồi có thời gian để hẹn hò không? Mà bận như vậy thì có thời gian hẹn hò không? Nếu mà ở khu bên Biên Hòa chắc được đấy chị ạ. Thì tiền theo cô nào nó càng càng giản dị thì càng tốt chị ạ. Rồi càng giản dị thì cỡ nào này? Nói Giản cho chị dị nghe cái mẫu người xem nào. cứ giản dị chân quê mộc mạc như còn nông thôn ấy chị ạ. Rồi về ngoại hình thì sao, tuổi tác thì sao? Tuổi tác thì cả chân nhau 1-2 tuổi hoặc là hơn kém nhau 1 tuổi cũng chẳng quan trọng chị ạ. Lớn hơn em 2-3 tuổi được không? Được chị ạ. Rồi ly hôn nuôi con giống em được không? Cũng được mà chị, sao đâu, con họ cũng là con mình sao đâu mà. Con nào mà chẳng là trời trời Nhưng mà cho. em có định đón con em vào đây nuôi không? Dạ. Em có định đón con vào đây nuôi không? Chắc không chị ạ, bố mẹ em bỏ đó vào mà bố mẹ em không cho vào. Tức là nhà em là chỉ có 2 chị em thôi à? Nhà em 3 chị em. Nhà em là con út hả? Dạ. À, thế là cháu em, cháu cháu con em là cháu đích tôn đấy, đúng không? Đúng rồi đấy chị ạ. Nên là ông bà cưng, ông bà không muốn cho đi. Ta đang ở cùng ông bà từ nhỏ, đi vợ em đi từ lúc con mới được có 9 9 tháng à.
Vậy hả? Dạ, nó bé à, thế là cái ông bà nuôi ông ra, ông bà quấn nó cũng bảo là cho vào đây học mà ông bà không có cho à? Nhưng mà từ lúc mà ly hôn thế này thì vợ em có thăm con hay là có liên lạc gì không? Trước thì năm nó về lần mà bây giờ mấy năm nay không thấy nó về chị. Ừ. Rồi, giờ quê quán các bạn gái thì em không muốn ở đâu? Em thì em muốn ở ngoài 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 miền Trung miền Bắc thì càng tốt chị ạ, Ừ. tại vì sau này vẫn chí hướng về quê mà, chị ở trong miền Tây thì xa xôi quá, sau này lại khổ, nếu mà không may có lên duyên đấy thì lại khổ khổ cho cả hai chị ạ. Ừ. Không may Thì thế biết thế bởi thế. Miền Tây nó xa chị, mỗi lần đi đi về đi xa xôi cách trở thôi. duyên. Ừ. Rồi. À, rồi về công việc của bạn gái em có yêu cầu gì không? Em chẳng yêu cầu gì nhiều đâu chị ạ, thì làm lương tầm chỉ tầm làm được lương tầm khoảng 4 5 triệu là được rồi chị ạ. Ừ, có công việc là được đúng Dạ. không? Ok. Rồi, nếu mà có được đi đi hành tìm được người phù hợp á, thì mang quà lên tặng bạn gái con đi quay được không? Như thế thì ngại quá chị ạ, thả tặng cái Có gì gì? mang mình quay đến đấy thì Có sợ gì mỡ quá. không? Không, không có gì hết á, mình mang mình thấm cho nó dầu mỡ lên coi như tay nghề của mình, thể hiện cái tay nghề của mình chứ có gì đâu. Tôi chị ngại lắm, tính em nhút nhát từ xưa đến giờ lên thấy ngại lắm, bao nhiêu người nhìn xấu hổ chết. Không không có ai nhìn, thay vì mình phải đi mua món quà mấy trăm nghìn, mình mang cây nhà lá vườn mình đi, mình vừa thể hiện được cái công việc của mình vừa cho bạn gái thấy là ở anh như thế này này, anh đơn giản như này này, chứ có cái gì đâu. Vậy à? Dạ. Ừ đúng không, ví dụ như bây giờ nha, em mua một cái món quà, một cái hộp sô cô la hay cái gì đấy nó cũng là mấy trăm ngàn rồi đúng không, Dạ. tự dưng mà về chưa chắc người ta đã sử dụng. Mà em vẫn thấy ngại chị. Không ngại đâu, không có gì đâu, bao nhiêu người người ta mang lên rồi có sao đâu nha. Dạ. Ừ. Rồi, ok, cảm ơn Nghĩa nhiều, có gì chương trình sẽ liên hệ với em, sẽ Dạ có lịch dạ. của bạn gái phù hợp nha. Dạ, em chào chị ạ. Ừ, chị chào em. Dạ. Nha, anh giới thiệu một số những cái thông tin cơ bản về bản thân của mình ha. Vâng, Dạ. em chào chương trình ạ. Dạ. Vâng, em đây là Đinh Danh Thường, em sinh ngày 17 tháng 11 năm 1987. Ừ. Em quê ở Ninh Bình, hiện tại em đang ở Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội. Ở Hà Nội rồi. Công việc của mình là lái xe như thế nào? À, Công việc cụ em thể. làm buôn bán kinh doanh ạ, em làm bên buôn bán hoa lan. À, buôn bán hoa lan. Thế vậy anh đang đi đâu ấy? Cái công việc của anh có phải di chuyển thường xuyên không? Em nói chung là buôn bán ấy, công việc kinh doanh buôn bán thì nói chung là đi nhiều, em đang đi công việc. Rồi. Anh thường là một con người như nào? Có điểm mạnh, điểm yếu ra sao? Em thì em ly hôn một lần, con gái 9 tuổi ở với mẹ. À, rồi Vâng. con gái ở với mẹ rồi. Mình sống với nhau bao nhiêu lâu mà tại sao ly hôn? Bọn em cưới nhau từ 2013 thì ly hôn tháng 4 2021. Nói chung là Sống lâu mà. để tan vỡ thì nó cũng có nhiều lý do lắm, nhưng mà nói chung là đại loại là không không cùng quan điểm, Nhưng mà mình sống với nhau bao nhiêu năm rồi, bây giờ anh bảo không cùng quan điểm thì bây giờ phải là không cùng quan điểm gì? Đó, để mà để bọn em tìm cho anh những cái người mà nó cùng quan điểm hơn ấy, hiểu không? mình cũng không có điều kiện gì gọi là đâu, nó rất đơn giản thôi. Vâng, nhưng mà cái lý do mà chị ly hôn của mình là gì? Lý do đó, lý do á, nói chung là vợ chồng bất điểm, đóng quan điểm này làm ăn buôn bán thì nó không được giống ý nhau. Vì ngày trước mình làm bên tập đoàn Than Khoáng Sản miền Bắc, mình làm 11 năm, là mình nghỉ thì vợ không đồng ý. Nói chung là
để mình chuyển sang làm lan đột biến đấy. À. Rồi. Ok, em cảm ơn anh. Bây giờ ấy, thì hiện tại là con gái 9 tuổi đang ở với mẹ đúng không? Ừ, đúng rồi. Anh vẫn có trách nhiệm liên lạc thường xuyên với cháu chứ ạ? À? À đúng rồi, mình cuối tuần là mình đón. Cuối tuần là đón con về chơi. Ờ, mình đón con về chơi. Rồi, ok. Bây giờ anh muốn chương trình tìm cho mình mẫu người như thế nào nhỉ? À mình thì cũng không đòi hỏi gì cao lắm đâu, nói chung là tìm một người đồng cảm được với mình thôi. Ngoại hình? Về ngoại hình của bạn đó thì anh mong muốn là như thế nào? Chiều cao bạn đó ra sao? Mặt mũi bạn đó như thế nào? À nói chung là cũng không nên xấu quá, nói chung là gọi là nhìn được. Được rồi. Nhìn được chiều cao. Cao thì cái tầm 1.5 trở lên là ok rồi. À, vị trí vùng miền và bạn đó làm công việc gì thì hợp lý? À thì ở miền Bắc đi. Ở miền Bắc. Vâng. Công việc gì anh? Công việc thì kinh doanh buôn bán thì càng tốt, không thì nói chung là công việc không quan trọng, kể cả đi làm thuê cũng được, chả sao cả. Làm thuê cũng được rồi, miễn là đi làm ha. Đúng rồi. Rồi, ok. Rồi bây giờ có cái người mà cùng cảnh ngộ ấy, cũng là đổ vỡ xong cũng có con y chang như mình ấy, thì mình có về góc gạo thổi cơm chung được không? Được, được bạn ạ. Tuổi tác thì anh muốn mong muốn như nào? Tuổi à, tuổi kém tuổi hay lớn hơn hay bằng tuổi? Kém hơn đi mà kể cả là hơn 1-2 tuổi cũng được, chả sao cả. Rồi ok. Bây giờ chương trình là quay ở trong thành phố Hồ Chí Minh ấy thì nếu mà tìm được cái người phù hợp ấy thì anh có thể sắp xếp công việc để vào bay vào được, một chuyến được không? Được rồi. Bạn ơi, tớ bay vào đấy trước. Dạ rồi ok, em cảm ơn anh Thường nhé. Thì hôm nay là cái buổi giao lưu làm quen đấy ha. Nếu mà anh được chọn cho vòng ghi hình ấy thì sẽ có biên tập liên hệ trực tiếp với mình nhé. Ok bạn. Xin cụ thể về bản thân của mình, ví dụ họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán hiện tại đang ở đâu, điểm mạnh điểm yếu của bản thân mình là gì nhá, anh cứ chủ động giới thiệu ạ. Dạ trước tiên là em chào chương trình và em cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho em có cơ hội tham gia buổi casting hôm nay ạ. Dạ vâng. Dạ em tên là Võ Tuấn An, em sinh ngày 5 tháng 9 năm 1991, là em sinh sống và làm việc ở Cần Thơ. Dạ điểm mạnh của em là như là chịu áp lực cao trong công việc và biết nấu ăn vui vẻ hòa đồng. Còn em đang làm công việc gì vậy anh? Dạ hiện tại thì em làm bên nhân viên văn phòng, em tốt nghiệp bên đại học kế toán. Nhân viên văn phòng nhưng mà cụ thể là em làm cái gì trong văn phòng? Xuất nhập khẩu hay là kế toán hay là sao? Dạ em đang làm bên kế toán luôn ạ. Và đang làm tại Cần Thơ luôn hả? Dạ đúng rồi, em đang làm gần là quê luôn ạ. Dạ. Là quê mình ở Cần Thơ và em làm ở Cần Thơ luôn? Dạ đúng rồi ạ. Ok rồi. Em chia sẻ một chút xíu về điểm mạnh điểm yếu của em nha. Rồi, điểm yếu anh. Dạ điểm yếu thì là điểm yếu là tính em cũng như là không có như là không có được cái kiên trì như người khác, cho nên tính em hơi không biết nói sao nữa. Có nghĩa là dễ, ví dụ đấy là không có được kiên trì, nhưng mà đấy là trong công việc hay là trong chuyện tình cảm mình cũng không kiên trì ạ? Dạ đó là trong công việc ạ. Trong công việc là mất cái sự kiên trì. Dạ không kiên trì. Dạ. Với lại là em hay nhút nhát trong vấn đề giao tiếp đó, nên nó cũng cản trở một số điều trong công việc của em. Do đặc tính công việc của em là văn phòng nên em thường xuyên tiếp xúc với số liệu và máy tính đó, nên cái kỹ năng giao tiếp của em nó cũng không được hoàn thiện như những các bạn khác. Về khả năng ca hát hay là văn nghệ gì đó thì anh có khả năng không ạ? Đấy là cái Dạ về ca hát thì em cũng có thường xuyên đi ca hát dạng như là
ví dụ như là karaoke hay là nhà sống đám tiệc của bạn bè thôi, chứ em cũng không phải là một. Dạ vâng, thế là được rồi ấy. Thế bây giờ ở đây thì anh giao lưu một cái bản gì đó mà anh thích nhất đi. Dạ, một cái bài hát đó ha anh. À, vâng, hát thử một đoạn nghe xem như thế nào. Dạ, em hát bài, dạ em xin hát bài Hạnh Phúc Đời Sơ của ca sĩ Mạnh Quỳnh. Dạ vâng, mời anh. Dạ. Ngày mình yêu nhau, hơi bàn tay trắng cơ hề, tình đẹp làm sao vui buồn cay đắng có nhau. 10 năm trôi qua, một xuân cay đắng trong lòng. Tô ấm đời xa, nhìn tình yêu thiếu tha. Nhung gấm xa hoa, rồi người phụ tôi ra đi không nói một lời, để lại con thơ quên đi tình phụ thuê. Dạ em xin hết ạ. Dạ ok, nếu mà có gì được tham gia chương trình thì anh cứ mạnh dạn giao lưu văn nghệ để cho bạn nhà gái người ta cũng biết về mình nhiều hơn nhá. Dạ. Vâng, cái câu chuyện tình yêu của mình thì mình trải qua mấy mối tình rồi. Dạ, trước giờ em cũng trải qua 3 mối tình rồi. Vâng, mối tình sâu đậm nhất là khoảng thời gian như thế nào ạ? Dạ, mối tình sâu đậm nhất của em là trong khoảng thời gian em đi làm. Là đi làm thì hai người yêu nhau bao nhiêu lâu ạ? Dạ, hai người yêu nhau được khoảng 4 năm ạ. Vâng, anh cứ mạnh dạn chia sẻ về cái mối tình của anh thì nó diễn ra như thế nào? Ai là người tỏ tình, ai là người... Và cái lý do mà tại sao mình phải chấm dứt mối tình đó 4 năm? Dạ, cái người tỏ tình là em ạ, thì cũng đi làm rồi vô tình gặp ở đó rồi em cũng xin Zalo em kết bạn, nhắn tin nói chuyện, nhắn tin gì em. Dạ. Rồi sau một thời gian tìm hiểu thì cũng khá là dài 4 năm thì cũng... hai người cũng không tiến đến hôn nhân, do một phần là bạn chuyển đi công tác ở đơn vị khác. Rồi khi mà lâu ngày á, xa mặt cách lòng thì tình cảm nó cũng phai dần, thì bạn ấy đã cũng đã có gia đình rồi. Bạn gái chuyển đến đơn vị khác là nhưng mà vẫn là trong Cần Thơ đúng không anh? Dạ không, bạn ở các tỉnh ạ. Bạn chuyển đi đâu anh? Dạ, bạn ấy chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh ạ. Thế xong rồi mình không giữ, mình kiểu xa mặt cách lòng, thế là bị mất cái mối tình đó hả? Dạ, cũng thấy xa nhau rồi tự nhiên cũng như có cảm giác thấy nhắn tin với nói chuyện ngày càng ít hơn vậy á. Rồi từ từ nó nhạt nhẽo ấy, thì hai người cũng là nói chuyện với nhau và cũng quyết định là đường em ấy đi, nhưng mà cũng là sẽ là bạn với nhau, gặp lâu lâu mấy bạn về cũng lúc hàng Tết thì cũng có gặp nói chuyện uống cà phê bình thường rồi. Dạ. Dạ rồi, thế còn hai mối tình kia còn lại của anh thì là như thế nào? Dạ, mối tình đầu thì lúc là em hồi sinh viên à. Còn cái mối tình cuối ở đây thì cũng là bạn cũng làm chung ở công ty, nhưng mối tình nó diễn ra ngắn khoảng 8 tháng. Mà lý do tại sao mà nó chỉ diễn ra ngắn 8 tháng thế thôi ạ? Dạ, do giặt chắc do hai bên không hợp về cái tính tình nữa. Dạ, không hợp tính tình cụ thể là gì anh? Dạ thì giống như là em thì cũng tính em thì muốn tập trung vào gia đình rồi. Thứ hai nữa là ưu tiên cái gì cũng cho cũng như là người bạn bè của mình, còn bạn kia thì một phần là cũng như sống yêu đời em. Sống yêu đời nghĩa là hơi phóng khoáng. Rồi là mình khác quan điểm sống của với nhau đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Dạ vâng, bây giờ anh muốn chương trình bạn muốn tìm cho mình mẫu người như nào ạ? Dạ em cũng muốn tìm một người phụ nữ là dịu dàng, có công nghiệp ổn định và biết lo cho gia đình ạ. Rồi, về ngoại hình sao? Dạ ngoại hình thì khá là được ạ. Miêu tả cụ thể chiều cao, nước da, mắt dạ. Mũi.
Dạ thì cái chiều cao nước da mọi thứ nó không có cái, em cũng không có đặt theo tiêu chuẩn, nhưng mà miễn sao mình nhìn vô mình thấy cảm thấy nó hài hòa, nó phù hợp, nó tương đối trên một cái con người là được rồi. Rồi vị bạn ấy làm công việc gì thì phù hợp với anh à, anh mong muốn? Dạ không, công việc thì em không có, cũng như là em sẽ không có cái ràng buộc hay là yêu cầu công việc hết, nhưng chỉ cần có công việc là làm ổn định là được đó. Rồi vị trí vùng miền, tuổi tác của bạn đấy ạ? Dạ tuổi tác thì dạ em cũng không quan trọng, nhưng đừng lớn hơn em nhiều quá, có thể từ bằng em hay là thấp hơn là được. Bằng hoặc thấp hơn. Dạ. Rồi, anh có thế vị trí vùng miền thì anh có thể yêu xa được không hay là phải là đúng ở Cần Thơ? Dạ, em yêu xa được rồi. Tại vì nếu mà hai người hợp nhau thì em cũng có thể là em sẵn sàng, hai đứa quyết định có thể là em chuyển công tác hay là bạn ấy chuyển công tác là em đều sẵn sàng rồi. Rồi, ok anh. Có cái điều gì mà anh không thích ở phụ nữ? Em không thích những người phụ nữ... cho em nói cái điều em thích đi, tự nhiên nói không dạ thích vâng. Dạ vâng, cho nói điều mình thích. Dạ thì em cũng như em cũng có chia sẻ với mấy anh chị và các chương trình, thì em thích người phụ nữ là dịu dàng. Rồi. Dạ, dịu dàng, dễ thương và thầy mị. Không thích những người phụ ngoài ra những cái điều ngược lại thì em không thích. Rồi. Ok, vậy anh có cái yêu cầu gì đặc biệt hơn về cái người phụ nữ của mình không thì anh cứ chia sẻ nhá. Anh An. Dạ, em cũng không có yêu cầu gì đặc biệt hơn à. Dạ vâng, về quê quán của bạn đấy thì có vùng miền nào phù hợp với anh hoặc không phù hợp không? Dạ không ạ, em cũng em sẽ không có phân biệt vấn đề nghề nghiệp và là vị trí địa lý à. Rồi. Ok, em cảm ơn anh An, thì hôm nay là cái buổi làm quen đầu tiên. Với lại bên chương trình thì nếu mà anh tìm được bạn gái phù